Hunonic, Hunonic, nhà thông minh của người Việt. 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 Con người Việt Nam thông minh sáng tạo, dân tộc Việt Nam vô địch kiêu hùng. Nghiên cứu chế tạo là việc chúng tôi cân nhắc chọn lựa với người tiêu dùng. Thế hệ ngày nay tiếp bước cha ông vẫn luôn tự hào là thế hệ mới góp sức chung tay về hành động ngay để đưa đất nước nâng tầm thế giới. Việt theo phủ sóng di động lan tỏa khắp năm châu. VinFast mang thương hiệu của người Việt Nam ta đi khắp cả địa cầu. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghệ 4.0, các thiết bị nhà thông minh sẽ giúp đỡ bạn cho bạn đỡ tốn công. Những thứ tốt hơn, thứ thông minh hơn sẽ dần thay thế những thứ lạc hậu. Còn chờ gì nữa, đến với chúng tôi bạn như ông vua và hoàng hậu. YouTube ra đời, smartphone ra đời, đầu đĩa củ cải đều mất tích. Hunonic ra đời, người già trẻ nhỏ ai cũng đều rất thích. Bạn muốn mua công tắc thông minh thay thế công tắc trong nhà. Bạn muốn mua công tắc thông minh để có thể bật đèn từ xa. Muốn đi đâu xa mà vẫn có thể bật tắt đèn điện ở nhà. Muốn dùng điện thoại điều khiển tivi và điều khiển cả điều hòa. Hunonic, Hunonic, nhà thông minh của người Việt. 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 Mạch nhỏ Hunonic của người Việt Nam làm ra. Chẳng cần lại gần cũng có thể bật tắt được đèn điện ở trong nhà. Thay thế nhanh gọn, ta chỉ cần việc tháo cái công tắc cũ ra. Thiết kế tiện lợi, cài đặt dễ dàng, chỉ cần 2 phút là xong nhà. Server máy chủ đặt tại Việt Nam, phần mềm tiếng Việt ai cũng dùng được. Bảo hành lâu dài, độ bền trường tồn rất khó có gì so sánh được. Bạn đang đi chơi không có ở nhà, muốn tắt điều hòa quá bất tiện đi. Cuộc sống bây giờ không những đầy đủ mà phải sống đầy đủ tiện nghi. Đi về nhà bật công tắc, vào phòng ngủ bật công tắc, tới nước cũng phải bật công tắc, mà khi đi tắm cũng bật công tắc, đi lên giường tắt công tắc, đi ra ngoài tắt công tắc, dù bạn có ở đâu thật xa chỉ vài thao tác là tắt công tắc. Bạn muốn mua công tắc thông minh thay thế công tắc trong nhà. Bạn muốn mua công tắc thông minh để có thể bật đèn từ xa. Muốn đi đâu xa mà vẫn có thể bật tắt đèn điện ở nhà. Muốn dùng điện thoại điều khiển tivi và điều khiển cả điều hòa. Hunonic, Hunonic, nhà thông minh của người Việt. Hunonic, Hunonic, nhà thông minh của người Việt. Hunonic, Hunonic, nhà thông minh của người Việt. Hunonic, Hunonic, nhà thông minh của người Việt.